tiếp tục video thì anh em cũng chia sẻ hoàn cảnh của bà. Thì hiện tại thì xe cũng mới vừa đến cô chú anh chị, thì gia đình khó khăn thì cũng mới xin áo quan, thì vừa mới chở đến cô chú anh chị. Hoàn cảnh của bà thì quá đáng thương, thì nhặt cái chai để nuôi hai cháu, thì không may thì cháu bé 14 tuổi thì vừa qua đời cô chú anh chị. Cha mẹ thì đã bỏ rất là lâu, cha thì bị ở tù, còn mẹ thì bỏ. Hiện tại xe cũng mới vừa đến nên nhà Di Đà Phật. Thì phía trong là em cũng đang nằm phía trong của anh chị. Nhà thì đâu có hông đâu, nhà chặt quá, nhỏ nhà của bà. Thôi để trước này, đường này để trước này. Hay là mở cửa ra ra luôn. Gia đình cũng đều chiếc cả nhà, nhờ mấy cô mấy anh mấy chị ở bên rồi cầm nhà qua đây không còn qua qua tới thì nhà nói già biết chưa đó thầy nhà nói đại dịch 14 tuổi không biết có cái búa có sà beng như vậy. Nhà chặt quá thì phải đập cái cửa ra cô chú anh chị. Như vậy đây. Thì lấy dao cắt cái cong dây đó kìa. Nhà của bà cũng ở đậu ở cặp mé sông. Đây thì ở huyện Mỹ Tú, xã Mỹ Hương, tỉnh Sóc Trăng của chú anh chị. Không có đi đứng được một chỗ thôi. Bà là chú anh chị. Tự nhiên mấy tháng vừa rồi bé phát bệnh đó, bị đau phổi gì đó, vô viện Sóc Trăng là nằm 6 tháng rồi. Vô về nhà luôn. Vừa tới nhà rồi em mất. Sinh hòm ở đêm đó là... lúc trước bà nội bà ngoại đó đứng bà nội cũng ở cũng bệnh viện với nhau dạ. Mấy tháng nay bà nội ở trong bệnh viện bây giờ thầy hỏi các em không biết ở đâu nhà chặt quá phải đập cái đó ra cái chú anh chị không phải chạy xuống nữa. Ở bây giờ cũng ngồi với đạo Phật. Bây giờ đang người nhà đang đem đồ này kia để lo sợ cho em. Hoàn cảnh thì khó khăn quá cho tôi anh chị. Thì phải đi xin. Không may thì em vừa mới mất thì gia đình cũng liên hệ. Thì gặp 6 tháng nay. Xích vô anh ơi. Nhờ thì anh Đại Sóc Trăng cũng xin liên hệ bên anh thì cũng đem áo quan vô để cho gia đình. Hoàn cảnh hay đơn chiếc của chú chị không có ai hai người chị ở ăn sớm điện thầy á lại chưa có thầy hả lại có thầy chưa có thầy chưa đưa cho giờ điện sao đâu thầy đang ở chị Vinh đó giờ coi giờ liệm trước giờ coi giờ liệm trước mấy thầy liên lạc với thầy kia coi gửi lần đi qua tiếp
để đâu thôi, để này, để đây luôn. Vậy là mình có cái gạp mà không che, mua cái gạp đám cưới á. Cháu này không có được đám cưới nhà. Mua một cho ông để trong này, để nhà ba này được lớn này. Bây giờ bây giờ đem cái gạp đi. Cái gạp lại đi. Gạp. Kêu có đấy. Cái này nhỏ bỏ xuống đi. Nhỏ bỏ đi. Bậy. Đây 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 lắm sao. Trời ơi. Đi chút xíu là nếu mày là trời luôn. Nó nhỏ vô chậu đi. Nhiều lắm. Để chậu đi. Vậy cho anh đi về nhà nữa nè. Ngoài phía ngoài này cho anh chị. Để trong nhà nha con. Cho anh trai hay rồi anh trai về chứ em trai mất rồi chưa có cho anh trai có em Phúc chứ cho hay rồi nó về có được đâu đúng là không bao giờ mà chết cây ừ vậy đó đúng rồi chết rồi không có chết đâu không chết đâu vẫn có gốc lên vậy đừng có đứt được rồi bỏ vô cái chậu cái gì đó rồi bỏ đất vô đó, đâu có sao đâu rồi băng đại rồi nhỏ rồi cứ hư cái gì đó, cái mận cái nhỏ đại ơi mận mà cái héo vậy đó kiếm hoàng đại ê, để cái bự lại đi để cái mực nhỏ không chết đâu nguyên gốc là đâu chết rồi lấy xe đi không lấy băng tài đi luôn nha xong để lên rồi như đó được rồi đại ơi qua đây đi nó không cần đó nó phải cần đất cục đất mà nó có chết rồi bây giờ là bứng cây bứng để dục bỏ luôn rồi trời ơi phải ông đó kìa cái ông đó ông chồng đi ra đại đi kiếm cái này ông nó khỏi hoài à bứt để bên đó ờ để không chết đâu rồi được đó được còn nữa cái mận nữa cái giá đi nó vô nhà mới biết á anh em mới biết á em biết đem đồ hiện tại cũng đang di chuyển náo quan này kia để phía ngoài này của chú anh chị nhà thì chặt quá với em còn nhỏ cũng không đem vô nhà được để phía ngoài anh cho nhà mình còn miếng cao su nào còn miếng cao su ở trong kia đó cầm hai cây này là che vô trong đó là được rồi che chỗ bé mua đi mua miếng cao su cũng được dạ bây giờ cầm hai cây ha nhổ cái lưới này luôn kéo ai gì đâu Phật cầu nguyện cho em sớm về nơi anh nghỉ đang làm di chuyển vào bên trong của chị. Hai gì đạo Phật. Để thì gần bờ sông luôn của chú anh chị. Bên đó là đợi thầy để coi cái dòng luôn. Chưa có thầy. Tông tông. Nữa hả? Cái chỗ nhà cũng là chị gái leo
nó leo lên tốt cho đất. Được không chị ơi? Được không? Được không nha. Bây giờ che luôn, cầm hai tay này che con sâu luôn. Con sâu nó cũng bự mà. Dạ. Bự mà biết gắt. Tức là mùa này không có mưa, mấy ngày này không mưa cũng đỡ. Dưới làm che che nắng rồi. Gia đình cũng không có ai hết trơn, có mấy chị hàng xóm lại phụ. Dạ. Không có ai đâu. Chưa có ai, người thân này chưa có ai. Nhà cũng không biết, bà cũng biết gì của chú anh chị. Tối nay 9 giờ. Không mướn gà, không biết chỗ nào để kêu này kêu. Không có tiền nữa. Lấy cao su chè đỡ ngoài phía ngoài. Nó có cây lên cao lên sáng. Anh cha về. Mà nó tiếp từng lên như nó ngang em con, mày đốt em ngang, đừng có lại nó như mày lại nó. Đốt lên rồi, đi gọn đốt cái nghe. Đây cũng nói chuyện đại đi. Bà thì ở từ mấy sắp bà không ngang được sáng bà nội có chuyện gì vậy, hồi lúc mà hàng xóm cháu Phúc kia là mình chuyện mấy năm nay chứ em từ khách sao tháng rưỡi nằm trong phòng hồi sức không bà, hồi sức thì sau khi mà cháu Phúc nằm ở trong bệnh hồi sức thì bà có chi phí đâu mà để lo cho cháu Phúc tới 6 tháng mấy bà hả? Thì ở ngoài đó thì lo rồi giờ thôi chứ mình thì không có ai lo. Nó thì thuốc men ở trong cổng lo hết. Người ta cho tiền lo, hỗ trợ cho nó. Ở trong bệnh viện là cũng hỗ trợ. Hỗ trợ cho bé. Là... Nghe nói là bà thì sau khi mà bà lo chăm sóc cho cháu của bà xong á, bà phải ra ngoài phải đi xin tiền người ta đúng không bà? Xin tiền, xin dư được thì mua tả, mua này kia nọ vô. Chứ người ta hỗ trợ cho thuốc thôi, cho này kia nọ. Nếu gần ta ra cái tô nước biển lạm đó, thì người ta vô cho tiền cho mình. Hai chai á, một chai thì 920. Mà mua một lần hai chai mà ở chổng thì người ta vô tiền cho mình đúng tiền thôi. Đi chung với bà chơi muốn.
giờ thì giáo quan cũng đến rồi. Đến giờ tối rồi, bắt đầu tâm liền cho vui với nó rồi, tâm liền nói chi phí thì cũng 3-4 triệu, nhưng mà bên kia thì nó hiện giờ là bà cũng không có tiền, không đủ tiền á, nên là để qua đám thì lấy cũng được đúng không? Dạ. Giờ cũng đang mua cũng mấy để nói với bên một phần bên trên cửa hòm á, để qua đám thử luôn. Bà thấy sao bà? Giờ làm để qua đó mình tính luôn ha. Trước mắt thì giờ mình lo cho bé trước đi. Bà cố gắng nha. Sáng tao mua cho ăn đồ ăn rồi hối quá trời à. Dạ. Bắt đầu mới là ra về bỏ luôn. Rồi tới giờ chưa ăn được. Ở đây sớm cũng vừa đánh, không đánh đánh nó không chịu ngủ đâu. Thăm mấy rồi còn gì nữa mà không đi. Ông ở đây ông có hay gặp cháu Phúc không? Không, nó bệnh rồi, bệnh thì biết. Lâu rồi ông gặp hả? Mấy tháng rồi, năm 6 tháng rồi. Dạ. Tôi bá bệnh thì nó chỉ ở nhà. Dạ. Tôi đi chở rồi cái chứ bả mất rồi mới trở về có mấy ngày thì chở nó đi rồi chở qua chở lại hỏi tim thấy bé mất rồi mới đến lại chồng tư tư chồng quà lúc bé nằm ở nhà không ê. Cũng lại chồng hoài nghĩa lắm, nói cái duyên lắm. Dạ. Nó chuyện tôi lắm nha. Bà nói chuyện là bà Cóc chết, bà Cóc đem mày theo bà Cóc đi chứ. Nói ơi, nói nào bà Cóc chết là mày theo bà Cóc đi cho mày mới khỏe. Không, ở với nội. Dạ. Nó lên lẻo. Dạ. Rồi bà chết rồi mấy ngày rồi, bà chết rồi nó việc đâm đi Sóc Trăng, nó đi sau mấy ngày nữa. Mấy tháng vừa ra cũng phải 6 rồi. Lâu lắm rồi, mấy tháng trời. Cũng có một trận, hơn trận hả? Dạ. Vô trong giữa hồi sức đó, có một trận lễ rồi. Ừ, cô lại rồi đó. Hai anh em cho nó gặp anh em nó đi. Anh về rồi. Mới về đi làm, mới về của chúng chị. Thì ông nói sớm cũng qua. Nói còn sống hôm qua. Qua chồng em. Này kia. Tham. Về đây. Mày. Gia đình cũng đang gói cho anh chị, cũng chuẩn bị để sẵn liệm buổi tối mới sẵn liệm cho anh chị. Cũng gia đình sớm cũng đến để thăm cũng như nhìn em lần cuối. Hai ông cháu mày giờ đâu không đi, không nó linh tinh. Nó đi với chung cho nó vui. Ông nay nhiêu rồi? Ông nay nhiêu tuổi rồi? Tám mấy rồi. Mấy? Ông nói vui, nói là lại đây thăm Phúc để cho Phúc ngủ đi luôn hả? Không có đâu, ông còn khỏe mà. Thấy ông còn khỏe mà. Nói hàng ngày lúc mà bé nằm bệnh á, bé nằm á là hay qua nói chuyện với ông ha. Trời ơi, qua chọc một ngày chừng 3-4 năm bệnh. Dạ. Nhà trước đấy hả? Dạ, nhà ông kế đây ha. Cháu còn không gì không? Cháu không hả? Cháu. Mà đứa cháu nội nè. Dạ. Vậy là ông cũng mới hay, nãy lúc mà đưa bé về là ông cũng hay ha. Không có hay, mới đi ngang rồi, mới thấy. Mới biết luôn hả? Ừ. Dạ. Mới thấy bu bu chạy vô chạy về, nói giờ luôn. Em chết rồi mới vui hay lên chứ đâu có. Thứ hai sao em? Em tưởng năm thứ hai là thằng cháu chở nó về, chở nhóc về. Cái chuyện hết bệnh rồi ha. Đúng rồi, tụi đâu khỏe rồi. Ai ngờ đâu vậy biết á. Nó mới ra là người ta nằm viện một cái thời gian dài là phải ở lại ăn về xuất viện về chứ. Sao nằm một thời gian rồi để yếu luôn. Cái chị mất rồi, không tin đúng không? Không tin là về đây là mất luôn. Mấy ngày đi bệnh viện Sóc Trăng á. Không có chị hả? Con hai đứa. Hai đứa. Đến đây để chia buồn gia đình. Thấy bà gia đình cũng đơn chiếc hai chị ha. Đơn chiếc. Bữa còn sống thì cũng chơi chung đó. Dạ. Cũng chơi chung đó bây giờ. Giờ mẹ mất cũng buồn.
cũng nằm chỗ vậy luôn á, ông từ nhỏ là giống như thiếu tình thương của mẹ nè, rồi cha cũng không có ở bên nữa, cha cũng bỏ nữa mấy năm rồi, hai đứa cháu luôn, hai đứa sống với bà, sống với bà ngoại đó. Trước mà bà cháu khó khăn dữ lắm, ăn cho gạo hết đó. À, ai cũng cho gạo hết, cho tiền cho gạo nữa. Nó bà nếu mà bà rảnh nó bà đi lụm ve chai này kia bán để kiếm tiền. Hai cháu ai chăm con, hai ba chăm con không được, cho gạo cho gì ăn không nè. Dạ. Nó làm gì được? Ai nó thất nghiệp nó không có sợ làm. Dạ. Được tôi thì có làm gì được? Nhờ cô bác nữa cho. Thường cho đồ ăn luôn này nọ. Đi xe tôi cứu đưa vô, em đi vô đồ đấy. Có mấy tuổi rồi? Tôi mấy tuổi kìa. 8 tuổi. Nè, phía trong cũng đang mới che gặp che rô su đỡ cái đốn chị cũng mới xong, còn để phía ngoài này. Mua dây kiến hả? Mua dây kiến hả em? Có dây dây hả? Dây cột gì? Ờ, chắc dây cột mấy cái này đó. Mỗi dây một cái tên. Có hai anh em à. Anh em. Có hai anh em đó. Trước đến thì em cũng, em trai này cũng đi xuống sông mò cua bắt ốc. Điều rảnh luôn. Đây gần bờ sông. Sông cá. Dạ. Có gì quà lúc mà đưa bé về cũng cho anh em hay đến, anh em cũng đến cũng như chợ viên đưa được một số tiền để phụ lo tiền mua đồ này kia, để lo cho phần hậu sự cho Phúc. Phòng hậu sức này rồi chắc ăn rồi, nói vậy tôi nói nó vô phòng hồi sức này tôi la nó cao lắm, sớm thì vài tháng cũng chịu nổi. Phòng hồi sức là ca nặng không? Ca nặng không, tội nghiệp cháu nó quá. Trời ơi, tôi ở nhà tôi lại trực tiếp nó chọc nó hoài, cười gùm vậy đó. Phải chi bị tật, đi tật liền thì nằm ở đó thì rồi. Không có bệnh thì bà lão chăm sóc thì cũng sống. Nó ngày nó ở đây tôi cũng lên xuống săn sóc tiếp bả vậy rồi nó ngay rồi chứ nó đi bệnh viện Sóc Trăng rồi mình già nó rồi đi không nổi, đi không nổi, đi vòng vòng vậy đi đi được rồi nổi tới rồi. Sức khỏe nhau nha, chúc ông sức khỏe, cái gì mình vui ha. Lát đi về cái áo mình lát lại chơi nữa. Dạ. Mày làm gì vậy? Dạ. Mắt rồi. Chị ơi, làm cái ảnh cho bé chưa chị? Làm cái ảnh cho bé chưa? Bây giờ, giờ là lấy kiếm tấm hình đi rồi coi đi làm. Tại vì có tiền mà không quên trước á. Có tiền mà không quên trước thì làm cho bé cho nó giống như cho nó đầy đủ ra. Dạ. Có giấy chứng minh không? Em chứng minh em hả? Ờ, chưa. Mới 14 tuổi hả? 15 chưa có giấy ảnh không? Giấy ảnh không? Giấy ảnh không? Có chụp tấm hình nào chị? Ờ đem ra. Mẹ, tấm hình có ai đâu? Ai đi? Anh đại anh đi. Sao tải à? Đi đi chạy xe đâu mà được. Hết chục. Nó mượn chục đó. Chục ra đi đại. Chục bắt được mà mình tự làm sao đi. Không, nếu mà chụp thì trong hình em có, trong điện thoại em có nha. Hình đây nha hả? Trong điện thoại em có hình chụp nhiều. Thôi em gửi đi. Cái hình này để rửa đi. Có rồi, có hình rồi. Có mà, trong điện thoại với anh này điều ai cũng có hình đó. Em lấy hình này được đó. Hình này đi. Em đó đi, đúng rồi. Em đó đi. Ừ. Cho em cầm, em chụp tấm. Rồi thôi, có em nữa hả? Có luôn á. Rồi. Chụp tấm hình đây, chụp hình đi. Rồi đi. Đây, 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 đây. Ủa, thầy khổ ghê. Chẳng đó thì thì anh em cũng vừa chia sẻ hoàn cảnh gia đình của bà, cũng mong sự đồng cảm yêu thương từ tấm lòng của quý mạnh thường quân với nhà hậu tâm.
cũng như giúp đỡ được phần nào cho gia đình trong lúc khó khăn này của chú anh chị. Thấy hoàn cảnh thì rất là đáng thương, không biết nói sao luôn. Thì để sớm thì cũng đi mượn cái bàn ở sớm để đem qua cho gia đình, thì con mình bà không có ai chứ. Hồng Vân làm cho luôn. Ôi thì em cứ cho Hồng Vân đó. Ồ, Hồng Vân để em mời. Hồng Vân là làm là có lấy liền luôn á. Bây giờ dắt này nghỉ rồi, anh rửa hình anh biết chưa. Dắt này nghỉ chưa này, mời đi. Mời đi. Ờ, mai đi. Em mời anh. Em để qua điện thoại cho anh nha. Trong vòng đây có hả? Có chứ, trong vòng máy tuấn thì có mà, bên cạnh máy tuấn thì có mà. Tối giờ liệm là phải có gì ảnh. Có dạ. Được. À, đi làm đi. Đi đại vòng xóm mà. Hai đứa mình đi anh đại. Tại tối nay 9 giờ liệm. Xe em ra em đi nè. Đi. Giúp nhé. Chở em lẹ đi nè. Anh đại chở 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 chị đi. Đi xe tao chở. Trời trời xíu. Sao chị cứ kêu anh đại không vậy trời? Đây quá trời mấy anh quá trời, không ai kêu đúng anh đại à. Khoái khoái. Cái nào luôn á. Khoái dữ gì sao hồi chồng em. Anh mình cực kỳ. Người ta kêu hai chồng đi đi. Ờ đúng rồi, hai vợ chồng đi em. Cũng cho em cùng anh em xin khép video tại đây. Hẹn của chú anh chị những video tiếp theo. Em xin chào.